Quầy thuốc Thu Hà là đơn vị đã được Sở Y tế Lạng Sơn chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GDP. Với phương châm không ngừng phát triển bằng tất cả tâm huyết và năng lực cùng đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm, lâu năm trong nghề, Quầy thuốc luôn tâm huyết, mong muốn phục vụ khám chữa bệnh tốt nhất cho bệnh nhân. Ý thức được trách nhiệm lớn lao khi chăm sóc sức khỏe và cuộc sống của mọi người, bản thân mỗi dược sĩ luôn tận tình tư vấn cho khách hàng, cung cấp các loại thuốc chất lượng đảm bảo, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý. Các sản phẩm được bày bán tại quầy thuốc đều được sản xuất bởi các công ty dược uy tín tại Việt Nam hoặc sản phẩm ngoại được nhập khẩu đã qua kiểm duyệt của Bộ Y tế. Đặt uy tín lên hàng đầu và luôn hết lòng vì bệnh nhân, Quầy thuốc Thu Hà luôn tận tụy nghiên cứu, tìm kiếm những sản phẩm dược tốt nhất trên thị trường để mang đến quý khách hàng. Quầy thuốc Thu Hà hiện đang bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam với đa dạng chủng loại như thuốc Tây y, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dụng cụ y tế. Là nhà thuốc dẫn đầu thị trường bán lẻ dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Lạng Sơn, nhà thuốc Thu Hà đặt mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng là số 1. Xin cảm ơn tất cả các bà con và các bạn đã tin tưởng vào nhà thuốc Thu Hà, và chúng tôi sẽ cố gắng để tìm tòi và phục vụ các bà con ở trên này những loại thuốc tốt nhất. Nhà thuốc Thu Hà, tư vấn tận tâm, chu đáo, hiệu quả. Địa chỉ: Đường Nhánh Bắc, xã Tân Thành, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 0985 315 088.